Khôi rất vui được gặp lại quý cô chú anh chị trên kênh Khôi kể chuyện. Ngày sau đây, Khôi xin gửi đến cả nhà mình một truyện ngắn của tác giả Mạc Gia, truyện ma nghen, truyện có tên là Gia đình Mạc Vận. Xin mời cả nhà mình cùng lắng nghe. Một câu chuyện dựa trên sự kiện có thật của một gia đình ngoài đời. Tôi trở về quê sau gần một năm lang bạt ở bên ngoài. Không phải vì nhà tôi có ngày giỗ hay đám xá gì, mà bởi vì bà ngoại tôi bị tai biến phải đi cấp cứu. Tính ra tuổi của bà tôi cũng đã già, khó tránh khỏi quy luật sinh lão bệnh tử thường tình. Cũng may mà bà tôi được phát hiện kịp thời nên không nguy hiểm tới tính mạng. Bước chân xuống khỏi con xe khách sau nhiều tiếng di chuyển dài đằng đẵng, tôi không khỏi lâng lâng một chút, cùng với cảm giác nôn khan trong người. Vậy thì gì chứ, mãi tôi vẫn không thể quên nổi cái mùi trên xe khách, thật khiến cho con người ta phải cảm thấy khó chịu. Tôi bước chậm chậm trên con đường dẫn về nhà trong cái tiết trời cuối thu, cảm nhận mọi thứ dẫn dậy, quang cảnh, cây cối, những ngôi nhà nhỏ nhắn xung quanh. Một năm cũng chẳng phải là quãng thời gian quá dài, thế nhưng chỉ cần chớp mắt thôi, một năm rồi lại một năm, chẳng mấy mà con người ta phải thốt lên rằng sao thời gian trôi nhanh quá. Về tới nhà cũng đã là 5 giờ chiều, mẹ tôi khi ấy đang cuốc đất ở trong giường. Thấy tôi về, mẹ khẽ mỉm cười, dừng công việc đang dang dở rồi hỏi han. Về rồi à, có mệt lắm không con? Tôi hạ chiếc ba lô nặng trịch xuống, rút điếu thuốc ra châm lửa, đoạn trả lời. Cũng mệt mẹ ạ, lâu rồi con không đi xe khách, mệt quá. Mẹ tôi nhìn điếu thuốc trên tay, lườm tôi một cái, rồi hậm hực. Mẹ bảo mày bỏ thuốc bao lần rồi mà không chịu bỏ, béo bởi vì cái món đó mà mồm cứ đốt như bát hương thế. Tôi cười cười, dội lẫn đi. Thôi, con ra thăm bà đây. Nói rồi, không chờ mẹ tôi trả lời, dội chạy ra khỏi nhà. Nhà bà ngoại cách nhà tôi chừng 200 mét, nên tôi chỉ cần đi bộ là tới. Tôi sinh ra và lớn lên ở vùng quê nghèo khó. Ngày ấy, bố mẹ tôi đi làm suốt ngày để lo cho hai anh em ăn học. Thành ra tuổi thơ của tôi gắn liền với ông bà ngoại là chính. Còn nhớ có lần tôi bị ngộ độc. Nửa đêm mưa to gió lớn, bà đội cái nón, quàng cái áo mưa xanh, cõng tôi một mình đi bộ hơn 3 cây số để lên trạm xá, rồi còn thức suốt đêm để lo cho tôi. Những đoạn ký ức ấy tôi mãi chẳng bao giờ quên được. Trở lại với hiện tại, khi tôi đến gần nhà bà thì có một bóng dáng từ nhà ngoại đi ra, tay xách theo cái xô nước, bước đi siêu vẹo sang nhà đối diện. Thấy tôi, người này cười cười rồi chào lớn. À, thằng Cường, mới về hả em? Tôi nhìn người đàn ông gầy gò như bộ xương khô, gương mặt hốc hác này thì phải mất một lúc mới nhận ra. Tôi đáp. Anh Kiên. Ôi trời ơi, phải gần 20 năm rồi á, chưa thấy anh. Anh mới về à? Ừ, anh về được mấy tháng rồi. Mày bữa nay lớn tướng phết nhờ. Nhớ ngày bé anh còn sợ chim mày đấy. Anh cứ trêu em. Thôi, vào thăm bà đi, anh về đây. Vâng, anh về ạ. Tôi nhìn cái bóng dáng như con nhái của anh Kiên, nặng nhọc xách cái xô nước đầy ắp, thì không khỏi buồn cười. Một lúc sau, tôi đẩy cửa cổng bước vào trong. Nhìn thấy ngôi nhà cấp 4 mà ngày bé mình đã từng ở đây. Mọi thứ vẫn vẹn nguyên, chỉ có con người là già đi cùng năm tháng. Từ trong nhà, một người đàn ông đi ra, đó là cậu ruột tôi, cậu Ánh. Cường hé, lâu lắm không có về thăm bè, bè giấu bè đi bệnh viện nằm kìa. Cậu tôi là một người rất tếu, hay nhái giọng để trêu đùa mọi người xung quanh. Tôi đã quá quen với tính cách này của cậu, nên cười. Ồ, cháu chào cậu, bà đâu rồi cậu? Cậu tôi đáp, bà đang tập aerobic trong nhà kia kìa. Dù đã quá quen với cậu, nhưng tôi vẫn không khỏi phì cười khi nghe câu này của cậu. Tôi đi vào trong thăm bà,
thấy có người vào. Bà tôi đang nằm trên giường cũng ngẩng đầu lên quan sát. Thấy tôi, bà nở nụ cười cùng với giọng yếu ớt. À, Cường đấy à, cháu về lâu chưa? Tôi cười bước tới bên giường, ngồi xuống bên cạnh nắm lấy tay bà, tiện hỏi han. Ơi cháu chào bà, cháu mới về xong bà ạ. Bà thấy trong người thế nào, có khỏe hơn chưa? À, bà cũng đỡ rồi, may mà hôm vừa rồi cậu cháu ở nhà, không thì bà chết rồi. Ở bên ngoài, cậu Ánh nói giọng vào. Mẹ lại bắt đầu nói linh tinh rồi đấy, mẹ phải sống đến 800 tuổi rồi hẳn chết. Bà tôi khẽ quát. Nói dơ già dơ dẫn à? Đoạn bà quay sang tôi, tay bà vuốt ve khuôn mặt của tôi, ngắm nghía đứa cháu đã lâu không về nhà. Dạo này ăn uống làm sao mà gầy thế cháu? Tôi cười cười đáp lại. Cháu gầy đâu bà, cháu còn đang giảm cân đây này. Bà mới là người gầy đấy, phải chịu khó ăn uống bà nhé. Cứ như thế, hai bà cháu tôi tâm sự phải gần 30 phút. Lúc sau, tôi để cho bà nghỉ ngơi, rồi đi ra ngoài hè, nơi cậu tôi đã chờ sẵn với một ấm trà. Tôi hỏi, ơ cậu ăn cơm chưa? Cậu ăn hôm qua rồi. Cậu này, có khi nào cậu nói chuyện nghiêm túc một chút được không? Cậu tôi cười cười. Cậu biết mày về nên đang nấu nồi giấm cá, chiều tối nay ở đây uống rượu. Tôi cũng lại trêu. Ồ, nhà cậu đủ rượu không? Mẹ bà, tao cho mày đái ra rượu luôn á. Hai cậu cháu cùng nhau phá lên cười. Nhìn bộ dáng cậu già đi trông thấy, tôi cũng bất giác thở dài. Cậu tôi vốn rất đẹp trai, khéo ăn nói lại còn duyên, nên số cũng đào hoa. Nhưng người ta thường nói, lắm tài thì nhiều tật. Đâm ra cậu tôi đến nay đã hai đời vợ, cuối cùng giờ lại ở một mình với bà ngoại tôi. Đoạn tôi hỏi, ờ cậu có tính lấy vợ nữa không? Cậu tôi đáp, bà mày không chịu mặc áo dài đi rước dâu nữa, nên cậu thôi. Trò chuyện một lúc, tôi nhìn sang căn nhà đối diện. Tôi hỏi, ờ anh Kiên về khi nào đấy cậu? Cậu tôi cũng đánh mắt sang nhà đối diện, rồi đáp, nó về được mấy tháng rồi. Tôi nhỏ giọng lại, ngó nghiêng xung quanh một lượt, rồi nói, ờ cháu nghe nói anh ấy bị S, có thật không cậu? Cậu tôi cười cười, rồi đáp, mày thấy thằng nghiện nào bị S mà hơn 20 năm rồi vẫn sống dằn răng như nó không? Tôi nghe xong cũng gật gù có lý. Ánh mắt một lần nữa nhìn sang căn nhà đối diện. Một lúc sau, khi trò chuyện với cậu, tôi rảo bước qua bên đó. Căn nhà cấp 4 ngói đỏ, nay đã đổi màu theo năm tháng. Một nửa ngôi nhà đã bị sụp đổ hoang tàn, chẳng khác nào căn nhà hoang. Tôi liếc vào một góc trong cái buồng hơi tối, chỉ le lói ánh sáng vàng của cái bóng đèn dây đốt câu từ nhà bà ngoại tôi sang. Do căn nhà bỏ hoang đã lâu, chẳng có ai đóng tiền điện, nên bị cắt cũng là điều hiển nhiên. Tôi sang thì vô tình chứng kiến được cảnh tượng, anh Kiên đang dỗ dỗ cái bắp tay, miệng ngậm cái xi lanh còn mới cứng. Thấy tôi tới, anh Kiên chỉ khẽ liếc tôi một cái, rồi lại tiếp tục công việc đang dở dang. Anh Kiên ngồi xuống cái chiếu cối đã cũ trải trên đất, có lẽ là chỗ anh đặt lưng hàng ngày. Xung quanh, quần áo dứt ngổn ngang, tàn thuốc khắp nhà, một số cái nồi son ngoác tạm trên những cái đinh đã hoang rẫy, và một góc phòng có cái bếp củi tạm bợ bằng 3 viên gạch xếp theo hình tam giác. Việc anh Kiên nghiện ngập chẳng còn quá xa lạ gì với tôi hay làng xóm xung quanh. Người ta còn đồn anh Kiên bị S, nay về chốn cũ để sống nốt phần đời còn lại. Đúng như lời người ta gọi là nhà hoang, bởi cái khung cảnh hoang tàn, cây cối mọc um tùm kín từ sân vào trong nhà. Tôi đi ra đằng sau, thấy cái thành giếng cũ đã đổ bể. Bên cạnh là cây mơ trồng khá lâu đời mà mỗi khi đến mùa, tôi vẫn thường sang trèo hái ăn hay là để ngâm rượu. Chợt tôi liếc đến cây vú sữa ở cuối giường, gió khẽ đưa cành lá xào xạc làm tôi hơi rùng mình một chút, bởi tôi biết cây đó từng xảy ra chuyện gì. Chẳng biết qua bao lâu, có lẽ đã xong cơn phê pha. Anh Kiên tiến lại gần tôi,
miệng ngáp ngáp rồi bắt chuyện. Đợt này chú về lâu không? Tôi ngưng quan sát xung quanh, quay lại nhìn anh Kiên một cái rồi trả lời. Em về mấy hôm thôi. Sao tự nhiên anh lại về? Ở đây còn gì đâu? Nói xong, tôi lấy ra bao thăng long châm lửa hốt, đoạn mời anh một điếu. Anh Kiên cũng chẳng khách sáo, rút một điếu rồi châm lửa. Phì phèo khói thuốc, anh đáp. Lang thang mãi rồi, chẳng biên còn sống được bao lâu nữa, nên thôi, về lại cái chốn cũ, tiện thể nhang khói cho mẹ anh. Nghe xong thì tôi trầm ngâm một lúc, không nói gì. Anh Kiên cũng đổi chủ đề, hỏi han sang chuyện khác. Một lúc sau, tôi chào anh rồi ra về. Trước khi về, anh gọi tôi lại, rồi nói. Này Cường, lại anh bảo. Dân, có chuyện gì không anh? Chú còn tiền cho anh xin ít mua mấy gói mì tôm. Dạo này công an làm chặt quá, chẳng chôn được cái gì. Tôi trố mắt nhìn anh một cái, đoạn rút ví ra, lấy một đồng 100.000 màu xanh đưa cho anh, rồi nói. Đây, em biếu anh, trộm cắp ở đâu em không biết, anh né né gia đình nhà em ra nhé. Anh Kiên nhận lấy tiền, rồi cười xòa. Gớm, còn phải dặn, gia đình nhà mày giúp nhà anh từ xưa tới giờ, nên chú đừng lo. Mày bảo ông Ánh nhà mày xích con chó bẹt rê lại. Không có, anh lên cơn vật vã, anh lại túng quá hóa liều. Tôi lườm anh một cái, rồi về nhà bà ngoại. Tôi biết, dăm ba cái lời khuyên của anh Kiên ngưng trộm cắp là điều không thể. Nghiện nặng thế này rồi, có thể nhịn ăn nhịn uống, nhưng không thể nhịn chết hút được. Thôi thì mong sao ông này đừng có gây phiền toái cho nhà mình. Hoặc cũng mong có ngày, ông bị công an tóm mẹ nó đi, còn có nơi lo ăn ba bữa cho ông ấy. Trở về nhà bà ngoại, một lần nữa tôi ngoái đầu nhìn lại căn nhà đổ nát ấy, như một minh chứng thời gian cho một bi kịch của gia đình người đàn ông tên Kiên. Mẹ tự tử, bố lấy vợ hai, người anh thì nghiện ngập lang bạc, còn người em thì vào tù ra tội. Chẳng còn từ nào để diễn tả được cái buồn đối với gia đình này. Cơn gió thu khẽ thổi qua, đung đưa cành lá rơi xào xạc, làm cho tôi bất giác nhớ lại câu chuyện của gia đình ấy nhiều năm về trước. Khi đó tôi vẫn còn bé lắm, nhưng cũng đủ để nhận thức được mọi thứ. Lại cộng thêm cậu tôi vẫn thường kể lại chuyện cũ, nên tôi cũng hiểu được đại khái. Nhất là những câu chuyện rùng rợn xảy ra trong căn nhà này, khiến cho một thời làng xóm láng giềng, kể cả là cậu tôi lúc còn trai tráng, cũng phải rùng mình mỗi khi nhắc lại. Thời gian trôi chậm chậm về những năm 1999-2000, khi cuộc sống của bao gia đình trong làng tôi thuở ấy vẫn còn rất khó khăn. Lúc này, cậu Ánh tôi đang bổ củi ở sâu giường, thì có một thằng nhóc học sinh chạy vào, miệng gọi lớn. Ê, chú Ánh ơi! Nhận ra thằng nhóc ấy, cậu tôi đáp. Cô Kiên đấy à? Có chuyện gì mà mày hớt ha hớt hải thế? Chú qua nhà can ngăn giúp cháu với, bố mẹ cháu lại chuẩn bị đánh nhau rồi. Nghe đến đây, cậu Ánh tôi bất giác thở dài, vội buông chiếc rìu xuống, rồi qua nhà đối diện để xem sự tình. Đây cũng chẳng phải là lần đầu tiên xảy ra việc này, nên cậu tôi không quá ngạc nhiên nữa. Vợ chồng ông Quý bà Vân thường xuyên xảy ra cãi vã, khiến cho hàng xóm láng giềng cũng phải lắc đầu ngán ngẩm. Chung quy cũng vì một chữ tiền, vì cái nghèo cái đói, khiến cho vợ chồng ông bà cũng không thể tìm được tiếng nói chung. Bà Vân thì suốt ngày chê ông Quý đưa được vài chục nghìn bạc, không đủ lo cho hai đứa con. Thổi ấy tiền vẫn đang có giá, mấy trăm nghìn đã là to lắm rồi. Còn ông Quý thì chê bà Vân tiêu hoang phí, lại thêm cái tật đàn bà con gái mà lại suốt ngày rượu chè. Ông nói qua, bà nói lại, thế nên cãi nhau như cơm bữa. Chưa sang tới nơi thì cậu Ánh đã nghe thấy tiếng đồ vật rơi dở, tiếng bát đổ loảng xoảng phát ra, kèm theo tiếng chửi của hai ông bà. Ông không ăn được thì đổ mẹ nồi cơm đi. Đã nấu cho ăn rồi còn bày đặt. Bà có im đi không? Tiền tôi đưa đâu? Mà đến nỗi bữa cơm ăn với đĩa rau luộc thì nuốt kiểu gì?
tiền của ông á, nó to lắm đấy. Mấy đồng bạc mà làm như kho báu không bằng. Ông nhìn đi, nhìn hai đứa con đi, rồi hỏi chúng nó tiền ở đâu. Tôi đi làm chứ có đi chơi đâu mà bà suốt ngày than thở. Sức người có hạn, người ta chả có thì bà bảo tôi đi đòi thêm người ta à. Trong lúc hai ông bà đang choa choả, thì ở trong nhà, đứa con thứ hai của ông bà là anh Quyết, bằng tuổi anh trai tôi, cứ đứng mà khóc ré lên. Đúng lúc ấy, cậu Ánh tôi chạy sang, vội can ngăn. Thôi thôi thôi, anh chị mỗi người nhịn nhau một tí, sỉnh ra một cái là lại khắc khẩu thế này, để các cháu đó còn ăn cơm nữa. Bà Vân thấy cậu Ánh tôi sang thì hậm hực, liếc mắt ra sau, thấy thằng Kiên lẻo đẻo đi theo, bà quát. Mẹ cái thằng Kiên, việc của mày đấy à? Anh Kiên lúc ấy sợ bà Vân một phép, vội núp sau cậu Ánh. Còn ông Quý thấy cậu Ánh sang thì cũng thở dài. Chú Ánh đấy à? Chú thông cảm, chuyện gia đình mà để ảnh hưởng tới làng xóm láng giềng thế này. Thôi chú về đi, nhà tôi không có chuyện gì đâu. Cậu Ánh tôi gật gù là vậy, nhưng cậu biết, nếu không sang can ngăn thì chỉ lát nữa thôi, hai ông bà này từ cãi nhau, kiểu gì cũng chuyển sang tẩn nhau cho mà xem. Cậu tôi đáp, dân, thì em chỉ sang khuyên giải thôi. Gì thì gì chứ, anh chị mỗi người nên nhịn một tí, còn hai đứa nhỏ đây nữa, kẻo chúng nó tủi thân theo. Bà Vân gắt lên, tủi thân thì kệ mẹ chúng nó, tủi thân không chết được, nhưng nếu có tiền thì chỉ có chết đói đấy chú ạ. Nói xong, bà liếc sang ông Quý như trêu ngươi. Ông Quý nghe xong thì giận lắm, cũng không vừa. Bà đó thì chỉ có thiếu rượu mới chết, chứ không có ăn, bà vẫn sống dài lắm. Cậu Ánh tôi lại can ngăn. Thôi, tôi xin anh chị đấy, hạ hỏa, hạ hỏa. Cùng lúc ấy, hàng xóm cũng chạy sang, mỗi người một lời. Ngay cả ông ngoại tôi lúc ấy vẫn còn sống, bước ra quát một câu bằng giọng Quảng Ngãi. Chúng bày muốn đánh nhau thì cút ra chỗ khác, để yên cho hai đứa nhỏ nó ăn cơm. Ông ngoại tôi hồi đó có tiếng nói lắm, do là bộ đội lão làng, lại cũng từng làm một số chức vụ trên ủy ban, nên khi ông tôi sang thì hai vợ chồng mới chịu nhịn, chỉ còn những ánh mắt hằn học nhau. Trước khi ra về, ông ngoại tôi nhìn hai đứa con là anh Kiên và anh Quyết khẽ thở dài, nhưng ông cũng chẳng thể nào làm gì hơn. Thời gian cứ thế trôi đi, một gia đình bốn người dần dần xa cách nhau bằng những nghịch cảnh của cuộc sống. Bà Vân ngày càng nghiện rượu nhiều hơn, khiến cho ông Quý cũng bắt đầu không đưa tiền cho bà nữa. Hai anh em Kiên và Quyết thì lớn lên trong đòn roi trong những lần say rượu của bà Vân, dẫn đến hai anh ngày càng xa ngã, trốn học nhiều hơn. Anh Kiên thì bắt đầu trộm cắp giặc, còn anh Quyết thì trấn lột mấy thằng học sinh cấp dưới, tụ tập đánh nhau. Đỉnh điểm cho đến một ngày, bà Vân phát hiện ra ông Quý có bồ, nghe đâu đó là một người phụ nữ tên Trang. Đêm hôm ấy, hai ông bà cãi vã nhau rất to, còn xảy ra xô xát, đánh đập lẫn nhau. Bà Vân cầm chai rượu tán thẳng vào đầu, khiến cho ông Quý bỏ đi cả ngày không về, làm cho bà Vân uất ức, trút sạch sang hai anh em Kiên và Quyết. Quyết lúc ấy vẫn còn học cấp 2, mẹ đánh thì vẫn còn biết sợ. Thế nhưng anh Kiên khi ấy đã học gần hết cấp 3, thành ra lì lợm, thấy mẹ đánh đập thì cũng bắt đầu cãi vã với mẹ, rồi dắt anh Quyết chạy đi, bỏ mặc bà Vân ở nhà gào thét, chửi rủa trong men rượu. Hàng xóm láng giềng cũng lắc đầu ngán ngẩm, không biết nên làm thế nào. Đến nửa đêm, Kiên và Quyết cùng nhau đi về, hai anh em đi thẳng vào nhà để ngủ. Hai anh em về giờ này, vì nghĩ mẹ đã say, sẽ đi ngủ, và không còn phải nghe những lời cay nghiệt ấy nữa. Quyết vừa về là nằm thẳng lên giường, còn Kiên thì đảo quanh buồng ngủ bà Vân. Thế nhưng anh nhìn mãi mà cũng không thấy mẹ đâu. Ông Quý bỏ đi chắc phải sáng mai mới về. Nghĩ bụng mẹ tức tốc bỏ đi, Kiên cũng tặc lưỡi, ra sau giường định đi tè rồi vào ngủ. Thế nhưng khi Kiên đi ra bên hông nhà, dưới ánh trăng bạc phủ lên khu giường rậm rạp, cơn gió đêm lạnh lẽo vuốt nhẹ qua cành cây, tạo ra âm thanh của những tiếng rì rào đáng sợ. Từng tán lá cứ nghiêng ngã, tạo thành những cái bóng hát xuống, in lên trên mặt đất những hình thù cổ quái.
Kiên sững người lại, bước chân anh bất chợt run rẩy, bởi vì anh vừa nhìn thấy một cái bóng đen ở cây vú sữa cuối giường. Dưới những cơn gió khẽ đung đưa cái bóng qua lại, kèm theo âm thanh ma sát cọt kẹt, cọt kẹt. Kiên nhận ra đó là một cái bóng người đang đung đưa xoay tròn theo nhiều phía. Và rồi dưới ánh trăng mờ ảo, khi cái bóng người từ từ xoay lại đối diện với anh, lộ ra một hình ảnh khủng khiếp. Một cái xác lạnh lẽo treo cổ, hình dáng u ám nhấp nhô dưới ánh trăng. Kiên loáng thoáng nhận ra đó chính là mẹ của mình. Kiên ú ớ ngồi phịch xuống. Bà Vân đã treo cổ ở đó từ lúc nào, gương mặt tím tái, ánh mắt trợn ngược lên cùng với cái lưỡi thè ra. Âm thanh cọt kẹt đến từ ma sát của chiếc dây thừng cọ vào thân cây tạo nên. Những cành cây xung quanh vẫn cứ phát ra tiếng lá xào xạc cùng với tiếng côn trùng vang lên, tựa như những nhân chứng lạnh lùng của sự kiện đáng kinh hoàng này. Bầu không khí trở nên ngột ngạt, khó chịu, khiến cho sự lo sợ và ám ảnh tràn ngập tâm trí của Kiên. Không, không, mẹ ơi, không! Kiên không thể nào ngờ rằng một buổi tối bình thường lại biến thành một cảnh tượng đáng sợ đến như vậy. Đôi mắt run rẩy nhìn chằm chằm vào hình ảnh kinh dị trước mặt. Kiên chết lặng trong nỗi kinh hoàng. Anh không biết rằng cuộc sống của mình đã bước vào những chuỗi ngày u ám của những cơn ác mộng, và sự kinh dị chỉ mới bắt đầu. Kiên hét toáng lên, khiến cho Quyết ở trong nhà cũng giật mình choàng tỉnh. Anh vội chạy ra, thấy anh trai mình đang ngồi bệt xuống đất thì ngạc nhiên. Anh Kiên, anh sao thế? Kiên bật khóc, chỉ tay về phía cuối giường. Quyết đánh mắt nhìn theo thì cũng một phen đứng tim, rồi cũng hét toáng lên. Kiên hít một hơi, lắp bắp nói: Mau đi sang gọi chú anh. Quyết thất thần một lúc rồi cũng chạy đi, nước mắt bắt đầu rơi lã chã. Không, không, mẹ ơi! Quyết chạy sang nhà ông bà nội, miệng gọi lớn: Chú anh ơi! Chú anh ơi! Chó nhà ông bà tôi sủa lên in ỏi. Chỉ một lát sau, đèn trong nhà bà tôi chợt sáng. Ông ngoại cùng cậu ánh tôi chạy ra. Ông ngoại tôi quát: Đứa nào đây? Đêm hôm còn ầm ĩ cái gì thế? Quyết ú ớ: Ông anh ơi, mẹ cháu. Ông tôi sốt ruột nói: Làm sao? Bố mẹ mày lại chọn nhau à? Đánh nhau cỏ chiều nay chưa đủ à? Quyết lắc đầu: Không, mẹ cháu treo cổ ở sau giường, ông giúp nhà cháu với. Nghe đến đây, ông ngoại cùng cậu ánh tôi nhìn nhau biến sắc, dội sang căn nhà đối diện. Gần tới nơi, ông ngoại tôi đã nghe thấy tiếng khóc tu tu của anh Kiên. Không, không mẹ ơi, mẹ đừng bỏ chúng con mẹ ơi. Cho tới khi nhìn thấy anh Kiên từ lúc nào đã hạ sát mẹ xuống, đang gục đầu ôm cái xác bà Vân mà khóc. Bên trên vẫn còn cái thòng lọng đung đưa nhẹ nhẹ theo gió, thì ông ngoại tôi thốt lên: Thầu chết rồi, sao lại họ cái xác xuống? Anh Kiên ngơ ngác nhìn ông ngoại tôi. Ông ngoại tôi dội vàng chạy vào trong bếp, lấy ra một con dao, rồi dội vàng tiến tới, chặt đứt cái thòng lọng trên cây. Thế nhưng vẻ mặt của ông tôi vẫn nghiêm trọng lắm. Về sau tôi mới hiểu là nhà nào có người treo cổ tự tử thì bắt buộc phải chặt đứt cái thòng lọng rồi mới được hạ cái xác xuống. Anh Kiên vẫn khóc lóc, vừa gọi vừa lay lay đôi vai còn của bà Vân. Thế nhưng đáp lại những tiếng gọi đó, bà Vân đã im bặt. Bà đã không còn cho thấy bất kỳ một chút dấu hiệu nào của sự sống cả. Đôi mắt của bà mở trừng trừng ra, trợn ngược, trắng giả. Thấy động tĩnh lớn quá, hàng xóm láng giềng cũng kéo sang. Chứng kiến cái xác lạnh lẽo của bà Vân nằm đó, ai nấy cũng không khỏi giật mình. Mọi người nhao nhao lên: Ôi trời đất ơi, sao lại dại dột thế kia? Mới sáng nay còn thấy vợ chồng to tiếng cãi cọ, mà giờ đã thế này rồi. Ông ngoại tôi lên tiếng: Thâu, má cô chú phụ giúp ta. Thằng Quý nó đi chích mẹ ở đâu chưa về, còn he thằng cu ở nhỏ thì làm được gì đâu. Nào, mỗi người một tay.
Rất nhanh, mỗi người phân chia việc giúp gia đình anh Kiên. Riêng ông ngoại tôi cùng cậu Ánh thì đưa cái xác bà Vân vào trong nhà. Vì bây giờ là nửa đêm, nên phải chờ đến sáng mới có thể làm đám cũng như phát tang. Thuở ấy, ở quê tôi gần như không có điện thoại di động, chỉ có điện thoại bàn, nên chẳng thể nào liên lạc được với ông Quý. Cũng chẳng biết ông ấy ở đâu mà đi gọi. Xác bà Vân được đặt ở trong buồng, trên chiếc giường nhỏ ọp ẹp của ông bà ngủ hàng ngày. Đối diện là cái cửa sổ nhìn thẳng ra sau giường, chỗ cái cây vú sữa. Bà Vân được phủ lên một chiếc khăn trắng, che gương mặt gầy gò hốc hác lại. Khi mọi thứ xong xuôi thì cũng đã là 1 giờ sáng. Mọi người cũng lần lượt ra về, hẹn có gì sáng hôm sau qua phụ giúp. Lúc này chỉ còn lại ông ngoại tôi cùng cậu Ánh. Nhìn hai thanh niên ngồi rủ rượi bên cạnh cái xác của mẹ, muốn khóc cũng không dám khóc lớn, vì thấy người ta bảo phải chờ phát tang rồi mới được khóc. Ông ngoại tôi thở dài, ông nói: "Thôi, hè cháu nén đau thương, chịu khó thay phiên nhau canh soát mẹ, chớ để con mèo nộ nó đến gần nghe chưa, nhớ đấy." Anh Kiên nhìn ông tôi rồi gật đầu một cái, còn anh Quyết thì như người thất thần, chẳng còn nghe được cái gì. Nói gì thì nói, dù bà Vân có nát rượu, có thường xuyên đánh đập, dù có oán có trách, thì đó vẫn là mẹ của hai anh. Nỗi đau người thân mất, còn gì để diễn tả được, nhất là đối với hai anh đang còn đi học. Một lúc sau, ông ngoại và cậu tôi về, chỉ còn lại hai anh em ở đó với nỗi đau mất mẹ. Quyết đã thôi khóc, gục đầu vào thành giường mà ngủ. Thấy vậy, anh Kiên lay dậy rồi nói: "Thôi, mày vào trong ngủ đi, anh ở đây trông cho." Quyết cũng không từ chối, lờ đờ đi vào trong. Còn lại anh Kiên ngồi trên cái ghế gỗ cạnh giường bà Vân, châm điếu thuốc nhìn hình bóng của mẹ. Kiên bắt đầu hồi tưởng những ngày tháng bên mẹ, để rồi chợt nhận ra, hai mẹ con đã lâu lắm rồi không có nói một câu chuyện tử tế với nhau. Kiên cố gắng lục lọi trong ký ức một hình ảnh ấm áp của hai mẹ con. Thế nhưng đã quá lâu rồi. Những gì anh nhớ được chỉ là từng trận đòn roi, từng trận cãi vã của bố và mẹ. Bất giác, Kiên thầm trách đời khi mà gia đình anh lâm vào cái cảnh như thế này. Hai mắt anh ngấn lệ, gọi khe khẽ: "Mẹ ơi!" Kiên bất giác đưa tay, dán tấm khăn trắng lên, muốn ngắm nhìn gương mặt mẹ. Để rồi anh giật mình kinh hãi, bởi vì khi tấm khăn được dán lên, anh thấy bà Vân đang mở mắt trừng trừng, còn hơi nghiêng về phía của anh. Kiên ngồi bệt xuống sợ hãi, không nói nên lời. Gió khẽ luồn qua khe cửa, tạo nên những tiếng rít khe khẽ. Kiên chắp tay, miệng lẩm bẩm: "Mẹ ơi, mẹ sống khôn thác thiên, đừng oán trách gia đình nha mẹ. Con đây, Kiên đây, con trai của mẹ đây mà mẹ ơi." Nói xong, Kiên nuốt nước bọt, lấy hết can đảm, đi tới vuốt mắt bà Vân xuống, rồi dội vàng đẩy cái khăn trắng lại. Kiên ngồi phịch xuống cái ghế gỗ, mệt mỏi xen kẽ đôi chút hoảng sợ, nhưng anh tự vấn an mình rằng không có chuyện gì đâu. Kiên dựa lưng vào thành tường, rồi ngủ thiếp lúc nào không hay. Chẳng biết qua bao lâu, bỗng nhiên có tiếng động làm Kiên giật mình tỉnh lại. Đó là cánh cửa sổ đang bị gió thổi, cứ đập ra đập vào, tạo ra tiếng kêu lạch cạch giữa đêm khuya thanh vắng. Tiếng bản lề hoang rỉ cứ kẻo cà kẻo kẹt, làm cho Kiên khẽ rùng mình. Toan bước dậy để đóng lại cánh cửa sổ, thì bất ngờ đèn điện trong căn nhà bỗng nhập nhằn rồi tắt ngấm, làm Kiên đứng sững lại. Trong cái bóng tối bao trùm tất cả, Kiên cứ thế mà đứng yên bất động. Bởi vì lúc này, ngoài tiếng gió vẫn thổi bên ngoài, anh còn nghe thấy một thứ. Âm thanh đó Kiên rất quen thuộc. Đó chẳng phải là tiếng dép hàng ngày bà Vân vẫn thường đi lại tạo nên hay sao? Và rồi dưới cái ánh sáng yếu ớt của đèn đường hắt vào, Kiên thấy một bóng người ở gian ngoài phòng khách đang đứng thụ lù trong bóng tối mà nhìn anh. Trống ngực Kiên đập lên thình thịch, Kiên chẳng dám nhúc nhích lấy một tí, hay đúng hơn là anh như chết đứng tại chỗ, hai mắt mở to hết cỡ
mà nhìn cái bóng đen ngoài phòng khách. Và rồi cái bóng ấy lại bắt đầu di chuyển, tiếng dép loẹt xoẹt lại vang lên, cho đến khi cái bóng ấy tiến đến sát cửa buồng thì Kiên nhìn rõ mồn một. Mẹ, mẹ! Kiên ú ớ gọi mẹ, bởi ngay lúc này trước mặt anh chính là dáng vẻ của bà Vân. Cái bóng gầy gò nho nhỏ đang đứng thù lù ở trước cửa buồng mà nhìn Kiên chầm chầm. Là bà Vân, đích thị là bà Vân. Chỉ trong vài giây, người anh Kiên như mềm nhũn, bà Vân đang đứng đó yên lặng. Bà nhìn hai đứa con trai bằng ánh mắt u buồn, bà cứ lờ lờ, mà chẳng hề biểu hiện thêm bất kỳ một hành động nào hết. Trên tay bà đang cầm cái thòng lọng bằng dây thần. Bất chợt, bên tai Kiên vang vẳng giọng nói của mẹ. Kiên, Kiên ơi, đi với mẹ đi con ơi, mẹ đây. Dứt lời, bà Vân lại lờ đờ tiến lại gần phía Kiên, đôi tay giơ cái thòng lọng lên muốn chồng vào cổ của Kiên. Không, không mẹ ơi. Kiên kinh hãi ú ớ, anh muốn hét lên, muốn bỏ chạy, nhưng lúc này chân của Kiên như chôn chặt xuống đất vậy, anh chẳng thể nhúc nhích. Cho đến khi bà Vân tới trước mặt Kiên, làm cho anh đồng thời nhìn rõ gương mặt của mẹ, đôi mắt trắng giả trợn ngược mở trừng trừng. Cái miệng há hốc cùng với cái lưỡi thè ra, đúng y biểu hiện của những người chết vì treo cổ. Bà Vân từ từ trồng cái thòng lọng vào cổ Kiên, sau đó bắt đầu siết chặt. Tiếp đến, bà dắt cái dây qua xà ngang bằng gỗ trên đầu, rồi bắt đầu kéo. Tiếng dây siết mạnh, ma sát với thanh gỗ vang lên, bắt đầu kéo cổ Kiên lên cao. Kiên ú ớ muốn dùng dãy, nhưng không thể, cứ như anh đang bị trói bởi một sợi dây vô hình vậy. Cho đến khi đôi chân anh bị nhấc bổng, lắc lư qua lại, Kiên nhìn chằm chằm vào mẹ, miệng ú ớ. Không, không mẹ ơi. Anh Kiên, anh Kiên. Quyết đang giả mấy cái vào mặt lay anh trai dậy, làm cho Kiên choàng tỉnh, đồng thời làm Quyết giật bắn mình. Anh làm sao vậy? Ngủ mơ cái gì á mà hét toáng lên như thế? Kiên ngơ ngác nhìn xung quanh, hơi thở dồn dập, cả người toát mồ hôi đầm đìa. Trước mặt là Quyết cùng căn phòng vẫn sáng trưng, bên cạnh là xác của bà Vân đang nằm đó. Kiên khẽ thở phào, lẩm bẩm. Thì ra là mơ. Đoạn anh hỏi Quyết, mấy giờ rồi? Quyết đáp, 2 giờ sáng rồi. Thấy anh trai thất thần, Quyết nói tiếp. Thôi, anh mệt thì vào trong nghỉ đi, nên để em trông mẹ cho. Kiên nghỉ ngợi một lúc, rồi cũng không từ chối, đi về buồng ngủ của hai anh em. Khi anh Kiên về, Quyết ngồi lên chiếc ghế gỗ mà Kiên vừa rời đi. Nhìn cái xác mẹ nằm đó, Quyết cũng như Kiên, rơm rớm nước mắt. Quyết là em trai, nên bà Vân có phần dịu hơn. Dù cũng có đòn roi, nhưng so với Kiên thì vẫn còn ít hơn rất nhiều. Vì nhỏ tuổi nên Quyết vẫn chưa suy nghĩ được sâu xa. Anh thầm trách bố, cho rằng vì bố mà mẹ mới tự tử, rồi tự hỏi giờ này bố đang nơi nào, để lại hai đứa con ở nhà một mình với cái xác lạnh lẽo của mẹ. Bất ngờ có cơn gió thổi mạnh vào, làm bật tung cánh cửa sổ mở ra, hệt như lúc trước mà Kiên gặp phải. Và rồi tiếng mèo kêu lên giữa đêm khuya thanh vắng. Khi Quyết đưa mắt nhìn về phía cửa sổ thì từ lúc nào đã có một con mèo đen ở đó. Nó đứng yên bất động nhìn vào, làm cho Quyết chột dạ. Nhớ tới lời ông ngoại tôi nói rằng không được để mèo lại gần cái xác của bà Vân, Quyết vội vàng xông tới xua tay. Cút đi, cút đi. Quyết xua tay đuổi con mèo đi, khiến cho nó nhảy xuống lẫn vào khu giường tối om. Và khi dõi theo con mèo, Quyết đưa mắt nhìn về cây vú sữa, để rồi anh cũng phải há hốc miệng. Bởi vì ngay cái cây ấy, Quyết thấy cái xác bà Vân đang treo cổ ở đó, cứ đung đưa qua lại, nghiêng ngả theo nhiều phía. Quyết lấy tay bịt chặt miệng để không hét thành tiếng. Càng kinh hãi hơn khi lúc này anh thấy
con mèo đen khi nãy đã nhảy lên trên vai của cái xác treo cổ. Tiếng mèo lanh lảnh vang lên khiến cho Quyết hoảng sợ bước lùi lại. Gió bên ngoài lùa vào qua khung cửa, thổi bay chiếc khăn trắng đang úp trên mặt bà Vân, để rồi làm cho Quyết hét toáng lên. Bởi vì lúc này đây, gương mặt bà Vân đang từ từ nghiêng hẳn về phía Quyết, và đặc biệt là đôi mắt của bà lại mở trừng trừng. Quyết ngồi thụp xuống ôm đầu. Từ bên ngoài, Kiên chạy vào. Này, mày làm sao đấy? Quyết vẫn cúi đầu hoảng sợ, bàn tay chỉ về cái xác của mẹ trên giường. Kiên ngoảnh đầu lại thì không thấy gì, mọi thứ vẫn vậy. Xác bà Vân vẫn nằm đó, cùng cái khăn trắng vẫn đang che mặt. Thấy vậy, anh hỏi lần nữa. Làm sao? Mày chỉ cái gì đấy? Thấy Kiên tới, Quyết cũng bớt hoảng loạn hơn. Từ từ ngẩng đầu lên thì ngạc nhiên, khi mọi thứ vẫn đang bình thường, anh lẩm bẩm. Chả lẽ là ảo giác sao? Đoạn anh quay sang nói với Kiên. Vừa nãy em thấy mẹ, sợ quá anh Kiên ơi. Nhìn em trai như thế, Kiên càng tin chắc rằng những gì mình thấy trước đó chắc chắn không phải là ác mộng. Anh thở dài, khẽ dỗ dỗ vai em trai để trấn an. Thôi, tao ở đây với mày trong xác mẹ, đừng sợ nữa. Dù sao thì Quyết cũng mới chỉ đang học cấp 2, tuy có lớp cất ngỗ nghịch thì vẫn còn rất non nớt. Lúc này có anh trai ở bên thì cũng an tâm phần nào. Đúng lúc này, đột nhiên xung quanh có tiếng gà gáy cất lên. Nhìn đồng hồ cũng đã là 3 giờ sáng. Tự nhiên Kiên thấy trong người nhẹ nhõm. Hai anh em cứ ngồi đó mà trông xác mẹ. Dù mệt, nhưng chẳng ai dám đi ngủ một mình sau những gì đã chứng kiến. Chẳng biết qua bao lâu, hai anh em cứ thế thiếp đi cho đến độ khoảng 4:30 sáng thì lại bất ngờ tỉnh dậy. Bởi lẽ hai anh em vừa nghe thấy tiếng bước chân, tiếng dép loẹt xoẹt bên ngoài. Dù rất nhỏ nhưng vẫn có thể nghe thấy. Kiên và Quyết nhìn nhau nín thở, cùng nhìn về cánh cửa nhà, nơi tiếng dép đang rất gần rồi. Tim hai người đập thình thình trong hoảng sợ. Tiếng bản lề lại vang lên, cánh cửa từ từ mở ra, cho đến khi một cái bóng người đi vào. Đó là ông Quý. Bỏ đi nguyên một ngày, giờ mới trở về nhà. Thấy đèn vẫn sáng trưng, ông khẽ cau mày, đi vào buồng ngủ của hai vợ chồng. Ông giật mình khi thấy hai đứa con trai ông vẫn còn thức, ngồi thừ ra đó. Ông hỏi. Ồ, sao hai đứa lại ở đây? Sao không đi ngủ đi? Cả Kiên và Quyết đều không nói gì. Ánh mắt ngấn lệ mà nhìn ông Quý. Thậm chí trong ánh mắt đó còn có một chút oán trách. Thấy lạ, ông Quý ngó vào trong, khẽ sững người lại. Khi thấy một người đang nằm ở trên giường, đặc biệt có một tấm khăn trắng che ở trên. Ông run run, giọng ú ớ. Cái gì thế này? Mẹ chúng mày đâu? Quyết gắt lên. Bố đi đâu mà giờ mới về? Mẹ treo cổ tự tử, chết rồi. Cái gì? Ông Quý run rẩy, lảo đảo bước tới bên giường, mở tấm khăn trắng ra. Nhìn gương mặt gầy gò, ám ảnh vì treo cổ của vợ, khóe mắt ông cay cay. Dù sao thì cũng là vợ chồng mấy chục năm, hết tình thì còn nghĩa. Dù cho vợ chồng có cãi vã thế nào, thì ông Quý cũng không muốn thấy vợ của mình trong cái tình trạng như thế này. Ông khóc cho phận đời của vợ. Bà nó ơi! Vân ơi! Cho đến khoảng 5 giờ sáng, thì nhà ông Quý đã lục đục có người ra người vào. Ấy là những người làng xóm sang để phụ giúp. Ông Quý cũng nén buồn, đi chuẩn bị những thứ cần thiết cho đám ma, gọi bên kèn đám, quan tài, thầy cúng. Cho đến khi trời hửng sáng, nhà ông Quý đã đông đúc người hẳn lên. Đội kèn trống dựng rạp, cùng với đó là một chiếc áo quan được chuyển đến. Hàng xóm cũng bắt đầu bàn tán ra vào, mỗi người mỗi ý. Người thì nói bà Vân tội nghiệp nghỉ quẩn, người thì nói bà Vân nghiện rượu, cả ngày gây sự với chồng. Chung quy vẫn là miệng lưỡi thiên hạ,
khó tránh khỏi nói ra nói vào. Cũng có lúc ông Quý nghe thấy nhưng đành mặc kệ bỏ ngoài tai. Ông đang cố làm cho mình thật bận rộn để quên đi cái chết của vợ. Bởi lẽ trong thâm tâm, ông vẫn cảm thấy day dứt tội lỗi, bởi vì ông chưa thể tin được là vợ ông đã nghỉ quẩn. Rồi chuyện ông có bồ bịch cũng bị bà Vân phát hiện, nên ông luôn nghĩ mình đã gián tiếp hại vợ. Hai anh em Kiên và Quyết lúc này đang ngồi cạnh giường của mẹ. Kiên thì thất thần, còn Quyết vẫn khóc thút thít. Khói nhang nghi ngút cùng với nhiều âm thanh khác nhau, tất cả tạo nên bầu không khí đám ma thật hỗn tạp. Một lúc sau, ông thầy cúng ra hiệu cho mọi người bê chiếc quan tài ra ngoài đặt ở giữa nhà, chuẩn bị cho lễ khâm liệm, nhập quan. Đoạn ông đi tới xem xét tình hình của cái xác bà Vân. Trải qua một đêm, xác bà Vân đã cứng ngắc và lạnh lẽo. Ông thầy khẽ dán tấm khăn trắng che mặt lên xem xét một lúc, rồi lấy ra hai đồng đài cùng với cái đĩa nhỏ rồi tung lên. Ở bên ngoài, nhiều người tới phụ giúp, rồi chờ đến giờ phát tang để cúng viếng, tiện thể xem lễ nhập quan. Đến độ 8 giờ sáng, ông thầy nói: "Đến giờ rồi, một số người tôi đã chỉ định hợp tuổi cùng tôi đến để làm lễ nhập quan." Nói xong, một số người được thầy chỉ định, trong đó có cậu Ánh tôi, đến để chuẩn bị đưa xác bà Vân vào trong quan. Xác bà Vân được gói bằng một miếng vải trắng quấn quanh người. Ông thầy lấy ra một mảnh vải khác to hơn, nói mọi người được chỉ định khi khiêng xác thì không được tiếp xúc với thi thể mà phải cầm vào bốn góc của miếng vải này. Đồng thời ông nói lớn: "Những ai có tuổi kỵ với người đã khuất, vui lòng tránh đi một lát." Sau đó lấy trà dụng đã được gia đình chuẩn bị rải đều vào bên trong. Trong khi đó, xác của bà Vân được khiêng ra đặt trên một cái chiếu cối ở giữa nhà trước khi được làm lễ nhập quan. Về sau tôi mới hiểu đấy đều là những tục lệ khi làm lễ cho người đã khuất. Tiếp đến, ông thầy lấy hai khúc gỗ nhỏ, nhìn đồng hồ rồi nói tiếp: "Khi tôi ra hiệu thì mọi người bắt đầu nhé." Một lúc sau, ông thầy dùng hai thanh gỗ gõ cạch một cái. Những người được chỉ định khiêng xác bà Vân tới, nâng lên đặt xuống 9 lần. Cứ như vậy, lễ nhập quan đã diễn ra nhanh chóng theo sự hướng dẫn của ông thầy cúng. Công việc phát tang phúng điếu cũng bắt đầu, kèn trống vang lên inh ỏi, báo cho bà con lối xóm đều biết mà đến viếng, thắp hương cho người đàn bà xấu số. Đám ma của bà Vân kéo dài cho đến 4 giờ chiều. Lúc này, ông thầy cúng cầm theo một con dao rửa, miệng lẩm bẩm gì đó, rồi cứ thế mà gõ đôn đốt vào chiếc quan tài để làm lễ phát mộc. Xong xuôi ông nói: "Đã đến giờ, tiến hành di quan." Tiếng khóc than lại vang lên, chiếc quan tài được những người chỉ định bắt đầu khiêng đi theo chân ông thầy cúng. Bất ngờ thay, khi quan tài ra đến cổng thì không tài nào đi ra ngoài được. Cứ khiêng đi thì quan tài như có ai đó giữ lấy, kéo lại, làm cho đám người cố thế nào cũng không đi được. Bấy giờ ông Quý nói: "Thầy xem thế nào, chứ không di quan ra ngoài được thầy ơi." Ông thầy cúng nhíu mày, đi một vòng quanh chiếc quan tài. Ông cầm chiếc dao rửa khi nãy, đốt thêm một lá bùa hơ vòng quanh con dao, miệng nói lớn: "Thôi, chết là hết, bà hãy yên nghỉ để con cháu làm lễ cho kịp giờ lành." Nói xong, ông vỗ mạnh con dao bốn cái vào bốn góc quan tài. Thế là công việc di quan lại tiến hành dễ dàng, làm cho ai nấy đều gật gù rằng thầy này cao tay, làm việc rất chuyên nghiệp. Tiếng trống, tiếng kiện đám ma, tiếng lạch cạch của chiếc xe di quan, tiếng người bàn tán xì xầm, tạo nên một khung cảnh hỗn tạp. Đoàn người kéo nhau di chuyển tới nghĩa địa 32 trong làng. Lễ hạ huyệt cũng theo đó mà diễn ra nhanh chóng. Xong xuôi đám tang, mọi người ai về nhà nấy. Người nhà của gia đình ông Quý cũng nán lại một hôm. Ngày hôm sau, ông thầy làm lễ cúng 3 ngày xong thì cũng nhận tiền công rồi ra về, hẹn khi nào lễ 49 ngày sẽ quay lại. Căn nhà chỉ còn 3 thành viên cùng với không khí nặng nề bao trùm. Tối hôm ấy,
ba bố con nhà ông Quý cả người mệt mỏi, cơm chẳng buồn ăn. Ông Quý ngồi thất thần giữa phòng khách, còn anh Kiên và anh Quý cũng chẳng khá hơn. Đồ lễ cúng nhiều món ngon mà hàng ngày hiếm khi hai anh được thấy, thì nay cũng chẳng buồn đụng đũa. Dường như chẳng ai tin được, gia đình mình từ nay chẳng còn bóng dáng bà Vân. Đến tối, cả nhà ba người đều đi ngủ sớm, vì lo cho cái đám ma, nên ai nấy đều mệt mỏi. Đêm hôm ấy, trăng sáng vàng vạc, khi ông Quý đang say ngủ, thì chợt tỉnh giấc vì cái tiếng động ở bên ngoài. Ông nhìn sang bên cạnh, thấy hai thằng con vẫn ngủ say giấc, dường như không bị cái tiếng động kia làm phiền. Trong đêm khuya thanh vắng, ngoài tiếng niệm Phật A-di-đà đến từ cái đài nhỏ đặt trên bàn vong của bà Vân, ông Quý còn nghe thấy tiếng loẹt xoẹt, tựa như tiếng dép của ai đó đang đi chậm rãi từng bước, quật xuống nền gạch mà tạo nên. Âm thanh này, ông Quý biết rõ, ông cũng như hai đứa con trước đó đều nhận ra đó là tiếng dép của bà Vân. Ông Quý trở dậy đi ra gian buồng khách, cố nghe ngóng âm thanh ấy một lần nữa. Cái âm thanh ấy cứ lúc xa lúc gần, cứ như đang đến sát bên ngoài cánh cửa nhà chính thì im bạc. Gióng tai nghe thêm một lúc nữa, không còn nghe thấy gì. Ông Quý toan trở vào trong đi ngủ, thì ông đứng sững người lại. Bởi vì khi ông mới đá mát liếc về chiếc bàn vong đang sáng rực ánh nến, thì bất chợt ông nhìn thấy cái di ảnh của bà Vân vừa mới nở một nụ cười. Ánh mắt oán hận mà nhìn ông chằm chằm. Ông Quý giật thót mình, dụi dụi hai mắt thì mọi thứ vẫn bình thường. Nghĩ bụng có lẽ do mình quá mệt mỏi nên đâm ra quán gà. Thế nhưng khi còn đang miên man thì bên ngoài có tiếng động truyền đến, làm cho ông Quý giật mình. Có cái thứ gì đang gõ cánh cửa chính gian nhà khách. Ai, ai đó? Ông Quý nói giọng ra, nhưng đáp lại ông là tiếng gió thổi lá cây xào xạc, tiếng kinh Phật từ cái đài nhỏ. Ông Quý bước tới cánh cửa, khi đang đưa tay lên cái then cài cửa muốn mở ra, thì ông chợt khựng lại, bởi vì ông vừa nghe một giọng nói quen thuộc, nhưng lúc này đây làm cho ông phải nổi hết gai óc. Ông Quý ơi, mở cửa ra, tôi đây, Vân đây. Ông Quý như chết điếng người. Ông nhận ra cái giọng nói này còn có thể là ai ngoài người vợ đã chết của ông. Ông vội thụt tay lại, bước lùi về phía sau. Tiếng gõ cửa lại vang lên, càng xoáy sâu vào trí óc của người đàn ông ấy. Người ông như có luồng điện chạy dọc sống lưng, da mặt tái xanh, da gà da chó nổi lên từng mảng. Và rồi kia, ông thấy một ngón tay trỏ dài ngoẳng, gầy gò đang luồn qua khe cửa mà móc, mà ngoe ngoải như muốn cậy cái thanh chắn cửa. Đột nhiên, cái thanh cửa bị cậy ra, làm cho ông Quý hoảng sợ. Cánh cửa phòng khách như có người tác động, từ từ mở ra một cách thật chậm, thật chậm. Tiếng bản lề hoang rỉ lâu ngày, kêu lên từng tiếng gai người. Ông Quý lúc này như chôn chân, chỉ biết đứng đó mở trừng mắt mà nhìn về phía cánh cửa. Thế nhưng ở phía bên ngoài, chẳng có gì ở đó cả. Chỉ là một khoảng sân nhỏ trước nhà, mờ ảo dưới ánh trăng phủ xuống. Ông Quý khẽ thở phào, ông rón rén bước từng bước đến cánh cửa, rồi len lén nhìn ra ngoài. Thế nhưng vẫn không có gì cả. Chỉ có điều, ông biết chắc là vừa rồi, ông không nhìn nhầm. Ông biết vợ ông đang hiện hồn quanh quẩn ngôi nhà này. Vì theo quan niệm dân gian, người chết thường ở nhà cho đến khi đủ 49 ngày. Ông đưa tay kéo cánh cửa phòng khách muốn khép lại, thì bất ngờ ở sau lưng, giọng nói của bà Vân lại vang lên. Ông Quý ơi, tôi đây! Ông Quý rợn hết cả tóc gáy, giữ nguyên tư thế mà không dám quay đầu lại. Ông nuốt nước bọt ừng ực sợ hãi, miệng ông không ngừng khấn vái, rồi lại lẩm bẩm. Không, bà Vân, tôi sai rồi, đừng hại tôi! Ông Quý ơi! Ông Quý sống từng ấy tuổi, chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi như lúc này. Ông lấy hết sức can đảm, từ từ quay đầu lại, để rồi ông kinh hãi la lên. Bởi vì ở đằng kia, ngay trên cái bàn vong ông thấy, bà Vân đang chễm chệ ngồi đó,
trên cổ vẫn còn nguyên cái thòng lọng, hai mắt trợn ngược trắng giả, cái lưỡi thè ra. Ông Quý ngồi phịch xuống, bò lùi lại hoảng hốt. Ông ú ớ không nói được nên lời. Cổ họng ông bây giờ như đang bị cái gì đó nó bóp nghẹt vậy. Quả thật là bà Vân đã trở về đây để tìm ông mà oán mà trách. Ông Quý sợ như muốn ngã quỵ cả ra. Ông nói câu được câu chăng. Không, bà Vân, đừng hại tôi. Không! Ông Quý dùng dậy làm cho Kiên và Quyết cũng tỉnh theo. Nhìn thấy bố hoảng sợ mà thở dốc, Kiên biết ông vừa mơ thấy ác mộng. Hai anh em nhìn nhau thở dài. Kiên nói, bố mơ thấy mẹ về à? Ông Quý vừa thở, vừa nhìn sang đứa con trai cả, khẽ gật đầu. Quyết bên cạnh nói theo, hôm đầu mẹ mất, chúng con cũng vậy. Mẹ chết tức tưởi quá, nên oán gia đình đấy bố. Ông Quý im lặng không nói gì. Một lúc sau, ông đi ra gian ngoài, thắp thêm que hương cắm vào cái bàn dông. Nhưng giờ đây, ông không dám nhìn vào di ảnh của vợ vì quá sợ hãi. Sáng hôm sau, khi trời vừa hửng nắng, ông Quý đã sang nhà ông ngoại tôi. Lúc ấy ông tôi cũng đã dậy, đang ngồi trước hiên nhà mà bắn bi thuốc lào. Bác Mạnh dậy chưa? Mạnh là tên của ông ngoại tôi. Ông ngoại tôi kéo một bi thuốc lào khá dài, rồi liếc mắt về phía cổng. Thấy người tới là ông Quý, ông tôi đáp. Quý đi à? Sớm ra có việc gì, mẹ mày tìm tao sớm vậy? Vô đi, cổng không khóa. Ông Quý để cổng đi vào với sắc mặt mệt mỏi nhợt nhạt. Hẳn là hôm qua, ông đã không thể ngủ được sau cơn ác mộng ấy. Vào đến sân, ông Quý ngồi bên cạnh ông tôi rồi hỏi. Bác Mạnh hôm qua có nói với cháu về việc chặt dây treo cổ của vợ. Mà việc lu bu quá cháu quên, bác nói kỹ hơn được không? Nghe xong, ông tôi quay sang nhìn ông Quý với ánh mắt ngạc nhiên. Ông tôi hỏi. Mẹ chưa nói chuyện đó với ông thầy cúng à? Ông Quý đáp. Dạy chưa, cháu quên mất. Ông tôi gắt. Mẹ, tao dặn dò kỹ thế rồi mà mày còn quên được. Người chết treo cổ thì phải chẹt cái thòng lọng. Mày còn không biết chuyện đó à? Cháu biết. Nhưng ông nói là ông có chặt đứt nó rồi cơ mà. Tao chẹt, nó đã hẻ cái xót xuống. Tao không biết được là chẹt dây á, sau khi hẻ cái xót xuống thì có muộn hay không, mới bảo mày đi hỏi thầy. Có mỗi thế thôi cũng quên. Rồi ông tôi thấy sắc mặt ông Quý thì khẽ biến sắc, vội hỏi tiếp. Hôm qua có chuyện gì? Sao trong mày thất thần thế? Ông Quý gật đầu, rồi kể lại sự việc ngày hôm qua. Nghe xong, ông tôi đăm chiêu một lúc, rồi nói. Vậy thì cũng không biết được. Như mày nói thì đó là cơn ớt mộng. Mẹ thường thì nhà có việc đám me hay mộng mị lắm. Mày xăm thế nào cứ tìm thầy mẹ hỏi cho chót. Đừng có chủ quan. Ông Quý gật đầu, ngồi thêm một lúc rồi cũng ra về. Lúc ấy tôi còn chưa hiểu vì sao lại phải chặt đứt cái thòng lọng mới được hạ xác người chết xuống. Về sau tôi mới biết rằng phải làm như thế mới chặt đứt được sợi dây oan nghiệt. Nếu không sẽ kéo những thành viên trong gia đình chết theo, rồi trùng tan các thứ. Ngày hôm ấy, ông Quý lặn lội đi tìm thầy cúng. Thế nhưng ông thầy hôm ấy lại có việc ở dưới quê, ngày mai mới lên. Thế là ông Quý lại trở về trong sự thấp thỏm lo âu. Bởi lẽ ông không biết được tối nay nhà ông có xảy ra sự gì hay không. Biết đâu lại đúng như lời ông ngoại tôi nói, tất cả chỉ là sự mộng mị thì sao? Đêm hôm ấy, ông Quý nằm trằn trọc mãi đến tận 1 giờ sáng cũng không ngủ được. Ở bên cạnh, hai thằng con trai đã ngủ say từ khi nào. Bình thường thì hai đứa con ngủ một buồng, còn ông với bà Vân ngủ một buồng. Thế nhưng từ ngày vợ mất, ông Quý chẳng còn dám ngủ ở buồng đó nữa. Nhất là khi cái buồng ngủ đó nhìn thẳng ra cây vú sữa, nơi bà Vân treo cổ, thì ông Quý lại càng hãi. Tiếng đồng hồ treo tường cứ vang lên từng tiếng tích tắc. Cho đến gần 2 giờ sáng, ông Quý cũng bắt đầu nhắm mắt, từ từ chìm vào trong giấc ngủ. Chẳng biết qua bao lâu, âm thanh gõ cửa lại vang lên một lần nữa. Từ trên giường, Quý mở mắt tỉnh dậy,
trong lòng có phần hoảng sợ. Quyết nghe thấy âm thanh gõ cửa rõ mồn một, thế nhưng quay sang bố cùng anh trai thì vẫn đang say giấc, thậm chí tiếng ngáy còn kè kè bên tai. Quyết bước xuống giường, rón rén đi ra gian phòng khách, tiếng gõ cửa vẫn vang lên đều đặn. Có lẽ hôm qua, ông Quý không kể gì về sự tình hôm trước, nên Quyết không hay biết được rằng tiếng gõ cửa ấy báo hiệu cho điều gì. Quyết bước tới sát cánh cửa, áp lại nghe ngóng ở bên ngoài. Thế nhưng âm thanh gõ cửa ấy lại biến mất. Quyết dòng dòng mắt qua kẽ hở để nhìn ra bên ngoài, thì bất thình lình một cái đầu người đen xì, đầu tóc rũ rượi từ đâu xồ ra, khiến cho Quyết hét lên rồi ngồi phịch xuống. Cánh cửa phòng khách một lần nữa từ từ mở ra. Bóng dáng bà Vân đang đứng đó nhìn con trai mình. Tóc bà xõa xuống, che đi nửa khuôn mặt, lộ ra một con mắt cùng một nửa cái miệng, vẫn đang nhe răng ra cười. Đồng thời, giọng bà Vân lại lanh lảnh xa xăm ở bên ngoài vọng vào. Quyết ơi, đi với mẹ con ơi. Không, không. Bất ngờ, bà Vân giơ tay ra mà giãy giãy, làm cho ánh mắt của Quyết bỗng nhiên mờ tịt. Anh không còn vẻ hoảng sợ gì nữa. Đột nhiên Quyết đứng dậy, lẩn thẩn đi theo bà Vân bước ra ngoài. Cùng lúc ấy, ông Quý và anh Kiên vẫn đang say giấc ngủ, thì bỗng nhiên, ông Quý như bị ai đó vỗ vào đùi đánh bốp một cái, làm cho ông giật mình tỉnh dậy. Vết đánh vẫn còn hằn đỏ trên đùi, kèm theo cảm giác đau rát. Nghĩ là thằng con nó làm, ông Quý bực bội lay Kiên dậy. Kiên, Kiên, dậy mau! Anh Kiên tỉnh dậy, hai mắt tèm nhem dụ dụ vài cái. Anh đáp, gì vậy bố? Ông Quý hậm hực, mày ngủ mơ cái gì á mà đánh bố đau thế? Anh Kiên ngạc nhiên, đánh cái gì hả bố? Bố bị làm sao vậy? Ông Quý chỉ tay vào cái đùi, chỗ bị đánh vẫn còn hằn đỏ, rồi nói, đây, mày nhìn đi, vẫn còn vết hằn đỏ đây này. Kiên chỉ tay sang bên cạnh. Có khi nào do thằng Quý không? Nhắc đến Quý, hai bố con nhìn nhau, rồi ông Quý thốt lên. Thằng Quý đâu? Con không biết, từ tối đến giờ nó vẫn nằm cạnh con mà. Hai bố con nhìn nhau khó hiểu. Đột nhiên, một cơn gió từ bên ngoài lùa vào, làm cho hai bố con khẽ rùng mình. Anh Kiên ấp úng. Bố, sao cửa nhà lại mở toang thế kia? Ông Quý lên cảm điều chẳng lành, vội xỏ dép chạy nhanh ra ngoài. Anh Kiên cũng vội vàng đuổi theo. Ra ngoài sân, ông Quý ngó nghiêng một lượt, thấy có tiếng loạt soạt sau nhà. Ông vội vòng ra đằng sau, thì bất chợt ông Quý đứng sững lại, làm cho anh Kiên thúc vào lưng ông. Ông Quý ú ớ. Quyết, mày làm gì thế? Lúc này, Quyết đang đứng ở vị trí cây vú sữa, hai mắt ngây dại, đứng trên một cái ghế gỗ, trên cổ từ lúc nào đã thòng một sợi dây thần. Bất chợt, Quyết đưa mắt nhìn về bố với anh trai, rồi nhoẻn miệng cười. Lúc này, hai bố con nhìn rõ mồn một, đằng sau lưng Quyết chính là bà Vân. Hai mắt trắng giả, cái lưỡi thè ra, đang ngoảnh mặt về phía hai bố con. Đột nhiên, cây ghế đổ xuống một cái, cả thân hình Quyết bị treo lơ lửng trên không. Rất nhanh, Quyết đã ý thức trở lại, dội vàng đưa tay lên cổ. Cả người giật giật, cố dùng dãy quyết liệt, miệng kêu ạt ạt. Không! Không! Ông Quý hét lớn, dội xông tới cứu con trai. Thế nhưng ở đằng sau, bà Vân chậm chậm bước lên trước, trừng mắt nhìn ông. Bà cười lên từng tiếng cười man rợ, làm cho ông Quý như chết đứng tim. Đúng lúc này, anh Kiên từ đằng sau bước tới, gạt bố sang một bên, mặc kệ bóng hình bà Vân ở đó. Anh xách theo con dao rửa từ trong bếp xông tới, dùng dao chém một nhát vào sợi dây thần, làm cho Quyết rơi phịch xuống đất. Quyết lúc này đã rơi vào trạng thái mơ hồ, hai mắt dại đi, miệng chảy dài. Kiên xông tới túm cổ áo lôi em trai lùi lại, còn ông Quý vẫn đứng như chôn chân tại chỗ. Kiên quát, bố, còn đứng đó làm gì? Giúp con! Lúc ấy,
ông Quý mới sực tỉnh người, dội vàng cùng Kiên lôi Quyết vào. Vừa kéo, ông vừa nhìn vào chỗ khoảng tối cây vú sữa. Ở đó vẫn có một cái bóng, cùng điệu cười lanh lảnh vang vọng. Gió khẽ nổi lên, đưa tiếng cười ấy cứ lúc xa lúc gần. Các con của mẹ, đi cùng mẹ nào. Nói rồi, cái bóng ấy cứ lờ lờ di chuyển, cho đến khi đi ra khỏi tán lá cây, dưới ánh sáng trăng lộ ra thân ảnh gầy còm của bà Vân. Trên cổ vẫn đeo cái thòng lọng siết chặt, chỉ bàn tay về phía ba bố con. Ông Quý thét lên: Bà cút đi, cút đi! Sao lại muốn hại các con? Cút đi! Lúc ấy, anh Kiên liên tục tát mạnh vào mặt anh Quyết, muốn lay anh tỉnh dậy. Quả nhiên, Quyết cũng đã tỉnh. Vừa mở mắt ra, thấy hình dáng kinh dị của mẹ, thì hét toáng lên: Ê, ma! Ma! Có ma! Rồi chẳng biết anh lấy sức lực ở đâu, dội lồng cồn bò chạy. Ngay sau đó, anh Kiên cũng bỏ chạy theo, cuối cùng là ông Quý. Một nhà ba người cuống cuồng bỏ chạy, ở sau lưng vẫn là tiếng cười của bà Vân. Ba bố con chạy đến trước cổng ông ngoại tôi, gọi lớn: Ờ, ông Mạnh ơi, cứu với! Con chó nhà ông ngoại tôi sủa lên inh ỏi, đồng thời một loạt tiếng chó tru của các hộ gia đình xung quanh cũng vang lên. Rất nhanh, đèn trong nhà ông ngoại tôi dục sáng. Ông ngoại cùng cậu ánh tôi chạy ra. Thấy ba bố con ông Quý ở ngoài cổng thì ngạc nhiên. Ông ngoại tôi bước tới mở cổng. Ông quát: Ờ, đêm hôm á, ba bố con chúng mày còn làm gì ở đây? Ông Quý thở dốc, lắp bắp: Cứu chúng cháu với ông Mạnh ơi! Nhận ra tình hình có vẻ hệ trọng, lại thêm vẻ hoảng hốt của ba bố con, thì ông ngoại tôi rất nhanh mở cổng cho ba bố con chạy vào. Trong lúc mở khóa cổng, cậu ánh lay lay áo ông ngoại tôi, làm cho ông quát lớn: Cái gì đây? Cậu ánh ú ớ nói: Bố nhìn kìa! Theo hướng chỉ tay của cậu tôi, ông ngoại đánh mắt về phía căn nhà ông Quý ở bên đối diện. Sắc mặt ông tôi khẽ biến đổi, bởi lẽ dưới ánh trăng, ông ngoại nhìn rõ bóng dáng của một người đàn bà, tóc tai rủ rượi, đang đứng ở khoảng sân bên đó nhìn sang bên này. Trên cổ vẫn còn thấy rõ cái thòng lọng đang siết chặt. Ông ngoại tôi vội nói: Mau vào đi, nhanh lên! Chẳng cần phải nói, ngay sau khi cửa vừa mở thì ba bố con ông Quý đã chạy vội vào trong. Cũng đúng lúc ấy, khi ông ngoại tôi chỉ kịp đóng cổng chốt lại, lúc đó ông ngẩng đầu lên, ông tôi phải giật mình lùi lại vài bước. Ngay sau cánh cổng nhà ông ngoại tôi chính là bóng hình của bà Vân, từ lúc nào đã đứng sát bên ngoài cánh cổng, nhìn ông ngoại tôi nhoẻn miệng cười. Ba bố con ông Quý thấy thân ảnh bà Vân thì quỳ sụp xuống mà van xin, càng làm cho hồn ma bà Vân cười lên khanh khách. Bà nhìn ông ngoại tôi rồi lại cười. Ông ngoại cũng nhìn lại rồi bước giật lùi. Ông nói: Dòng hồn đã khuất, còn không yên nghỉ đi. Đất có thổ công, sông có hè bó, mày không vào nhà tao được. Trong gió lại vang vẳng giọng nói của bà Vân: Bác Mạnh ơi, tôi lạnh lắm. Ông tôi quát: Lạnh cái mẹ mày, cút khỏi nhà tao. Đúng lúc ấy, cậu ánh tôi từ đằng sau thả xích cho chó mực nhà ông ngoại tôi. Con chó phải đến 20 cân, được thả ra một cái là chạy thẳng đến cánh cổng, chồm hai chân lên mà gầm gừ sủa inh ỏi. Bóng dáng bà Vân có vẻ kiên kỵ con chó mực nhà ông tôi, nên chần chừ một lúc rồi từ từ tan biến. Một lúc sau, trong nhà ông Quý ở đối diện, đèn điện cứ chập chờn chớp tắt, tiếng cười tiếng khóc vang lên trong đêm rõ mồn một, làm cho các hộ gia đình xung quanh đều thức giấc. Thế nhưng cấm có ai dám ra khỏi nhà vào lúc này. Cứ như thế cho đến khi 3 giờ sáng thì mọi thứ trở lại bình thường. Bấy giờ, ông tôi nhìn ba bố con một lượt, thở dài nói với Quý: Mời á, mày đi tìm thầy ngay đi, chứ cái nghiệt thòng lọng treo cổ lại có thật.
không nhanh đó là cả nhà mày chết theo đấy. Khỏi phải nói, ông Quý đã sợ đến dở mật, chỉ cầu mong sao cho trời sáng để đi tìm thầy về, chứ thế này sống sao nổi. Sáng hôm sau, nhà ông ngoại tôi tập trung đông người lắm, ai ai cũng đều sang để hỏi chuyện đêm qua. Ông ngoại tôi cũng chẳng giấu, kể lại mọi chuyện khiến cho sắc mặt mọi người tái như táo xanh. Riêng ông Quý phải đợi mặt trời lên cao hẳn mới dám ra khỏi nhà ông ngoại tôi, rồi đạp xe đạp đi tìm lão thầy cúng hôm qua. Vừa đi, vừa cầu mong sao cho thầy cúng đã ở quê trở về rồi. Đến trưa thì ông Quý quay lại cùng với ông thầy cúng hôm rồi. Chỉ thấy ông thầy cúng đứng ngoài cổng quan sát một lúc, rồi bảo ông Quý sang nhà ông ngoại tôi, một mình thầy đi vào trong. Chẳng biết qua bao lâu, ông thầy trở ra, sắc mặt hơi tái, qua nhà ông ngoại tôi rồi nói chuyện với ông Quý cùng ông ngoại tôi ở đó. Tạm thời sẽ không có chuyện gì. Ban ngày, ông cứ về lo liệu cơm cúng cho đủ 49 ngày. Còn ban đêm, tốt nhất không ở bên đó. Đến 49 ngày, tôi sẽ làm lễ tiếp. Qua 49 ngày, ông mới có thể về căn nhà đó để sinh sống. Ông Quý gật đầu răm rắp, dội nhìn ông ngoại tôi khẩn khoản xin. Ông ngoại tôi cũng thở dài, đồng ý cho ba bố con ông Quý tá túc bên này một thời gian. Như chợt nhớ ra điều gì, anh Kiên hỏi ông thầy. Thầy ơi, đêm qua bố cháu bị ai đó dỗ mạnh một cái vào đùi, có phải do mẹ cháu gây ra không ạ? Ông thầy giơ tay bấm độ một cái. Một lúc sau ông lắc đầu trả lời. Là gia tiên trong nhà phù hộ, gọi bố cháu dậy để cứu thằng Quyết. Ba bố con nhìn nhau rồi à một tiếng, thầm cảm ơn gia tiên đã phù hộ che chở. Trong suốt thời gian ba bố con ông Quý ở bên này, cứ đêm đến, người ta lại nghe tiếng cười của một người đàn bà phát ra từ căn nhà ấy. Hết tiếng cười rồi lại đến tiếng khóc, còn có cả tiếng mèo kêu, làm cho ai ai nghe thấy cũng sởn cả da gà. Dạo ấy nhà nào nhà nấy cứ đến chập tối là đóng chặt cửa không dám ra khỏi nhà nửa bước. Thời gian chậm chậm trôi qua, thoát một cái, 49 ngày đã tới. Ông thầy giữ đúng lời, đến làm lễ cho gia đình ông Quý. Buổi lễ mất nguyên cả một ngày mới xong. Ba bố con ông Quý mừng lắm, chỉ mong sao gia đình tai qua nạn khỏi, không bị bà Vân trở về bắt đi. Xong xuôi, ông thầy lấy tiền công rồi ra về. Khi bước ra khỏi cổng, ông thầy ngoái đầu lại, giơ tay bấm độn lần nữa. Rồi thở dài, miệng lẩm bẩm. Mạng có thể giữ, nhưng vẫn đã mệt. Đáng tiếc, đáng tiếc. Nói xong, ông lắc đầu ra về. Kể từ ngày hôm ấy, ba bố con ông lần đầu tiên ngủ tại nhà sau một khoảng thời gian dài. Quả nhiên không còn gặp phải hiện tượng gì cả. Ba bố con cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Ngày hôm sau, ông Quý xách theo con gà sang cảm ơn ông ngoại tôi rối rít, rồi làm một bữa cơm mời gia đình ông bà tôi. Cuộc sống cứ như vậy mà tiếp diễn, chuyện của bà Vân dần dần trôi vào quên lãng theo thời gian. Cường, Cường ơi, mau vào ăn cơm! Tiếng gọi của cậu Ánh như kéo tôi trở về với thực tại. Sau khoảng thời gian miên man suy nghĩ về câu chuyện của căn nhà đối diện mà tôi đã từng nghe cặn kẽ qua lời kể của ông và cậu tôi. Được biết sau khi học xong, anh Kiên bỏ ra Hà Nội kiếm việc làm, Quý cũng bỏ dở việc học, theo anh trai bươn trải cuộc sống. Còn ông Quý cũng bỏ đi nơi khác làm ăn. Về sau, tôi nghe tin anh Kiên bị người ta bắt quả tang đang chích hút rồi mang đi cai nghiện. Còn anh Quý thì bị bỏ tù vì tội chém người ta suýt chết. Ông Quý có lẽ vì ngán ngẩm hai đứa con nên mặc kệ, lấy vợ hai rồi đi nơi khác sinh sống, để lại căn nhà và mảnh đất cho hai anh em, muốn bán, muốn làm gì thì làm. Căn nhà bỏ không từ hồi đó tới giờ đã sụp đổ một bên vì mưa gió, cỏ cây mọc rậm rạp tựa như một căn nhà hoang. Nhìn bóng dáng người đàn ông cởi trần bên căn nhà phía đối diện, miệng phì phèo điếu thuốc, đang gom mấy que củi khô
để đốt nhóm lửa nấu mì tôm. Tôi khẽ thở dài, thầm tiếc nuối cho một gia đình mạt vận. Tập truyện của ngày hôm nay đến đây đã hết rồi. Khôi xin cảm ơn quý cô chú anh chị đã lắng nghe. Mong là những gì mà Khôi và tác giả mang đến sẽ giúp quý cô chú anh chị có những trải nghiệm thật ý nghĩa. Khôi mong được quý cô chú anh chị ủng hộ bằng cách like, share và đăng ký kênh. Xin chúc cô chú anh chị ngủ ngon. Xin chào và hẹn gặp lại.